Chai nước này giống phèn quá anh Tú. Nước này nước dưới bơm lên mà. Cây này anh ngâm đây chi vậy? Hồi năm cánh cứu nữa ha anh Tú. Hello, chào anh Tú nha. Rồi chào không? Nhớ vườn bữa không? Bị Vụ bởi vụ cái cây diệp sáp mà giờ còn sống hả? mấy cây cái bên á, À, cái cây cái bên chứ cây đó chắc hai chết cái rồi phải kia không? sao sao sống nổi. Cây chết rồi phải không? Ừ, Ồ, cây này còn kinh khủng hơn nữa nè. nhưng mà tưới thuốc vô thì nó ổn rồi nè. Ở cây kia là không không chịu nổi hả? Cái kia là bao chết. Giờ cái này anh ngâm vô đây nước gì nước gì? Ngâm thuốc bằng bạn chưa ngâm, giờ ngâm nước trước cho nó tiêu trước. À, cho nó rã ra phải không? Chứ điệp sáp này xả nước vô cũng chết đó mà. Rồi, cái cây này nhỏ xíu cứu cây này rồi thôi mua cây khác cho rồi. Thì giờ bỏ thì uổng, thì giờ cứ bữa mình tưới thuốc vô, giờ vô chậu coi nó sống nổi không, có hiệu mai quả không. mai mai năm cánh nè. À, ủa năm cánh Nó cũng mình có năm mai này cũng có bên kia năm cánh kìa, mai sảnh mày sẵn lần sao? năm 12, năm 10. Bữa nay ghé lại vườn mai kế bên anh Tú thăm lại cái cây cây mai bữa trước chỗ nè, dạo Ngọc Phát nè cả nhà, Chi bông ngọc khác. siêu bông Ngọc Phát. Bữa cây này chỗ được mấy ngày Nay rồi, là 8 ngày rồi. 8 ngày ha. À, coi như tàn hết trơn rồi, Để cho chỗ tới cuối luôn, coi cái mấy bông cuối đằng sau. nó xì đọt ngon ra lắm mới rồi đó anh chị. Dòng qua đây có gì chú anh rảnh không? Đi tham quan đi. Đó mấy anh đó ảnh vô tham quan xem giống. Cái loại này là nó rụng nguyên cái bông luôn Thôi cái đó tàn rồi. nè. Cái cây này bữa trước là ảnh mới cho chỗ ngay bữa em quay nè anh chị. À, để quay cho bà con xem cận cảnh. Cái này là chỗ được mấy ngày anh, nó bắt Như hôm qua không ô? Mới vỗ này hôm qua. không anh lặt lá ngày mấy, anh lặt lá ngày mấy, Không nhớ nữa. anh lặt lá Hình như trước là bữa mình quay cái này là lặt rồi. lặt trước 2 ngày. À, bữa quay cái đó là ngày ngày mấy ta, để Rồi coi coi lại coi clip mới clip nhớ. lại mới nhớ. Anh mở clip lại coi được mấy ngày rồi. À, thời giờ hiện tại thấy nó chỗ không bị nín nè anh chị. À, chỗ không bị nín ha. Một nốt nó từ 5 nốt. Mình quay trước 3 ngày. 3 ngày thì khoảng năm ngày. Chắc để hỏi thằng bạn có đặt ngày Một nào mới nốt nhớ được. chỗ được 5-7 bông anh chị ha. À, này 7 bông nè. À, từ 5 bông cho tới 7 bông. Mặt bông của nó nè. Bông nó này thì nó không thấy nó lớn ha anh. Cây này mới ghép mấy tháng mà. Bông nó tầm khoảng giờ hiện tại nó tầm hơn 6 cm anh chị. Ừ, chắc hơn 6 xăng à. Hơn 6 cm. Đấy. Anh có cây nào có hai cây này chỗ đó hả? Đang đặt thêm cây nữa. Cây tứ quý. Cây tứ quý nữa hả? Ừ. Ừ. Còn cây nào nữa không? Đó, có hai cây này thôi. Không, lặt từ cây à. À, đặt từ cây thôi. Tại cây tôi mới ghép mới có 3 tháng hơn à. Rồi, tổng cộng cây này là bữa giờ nãy anh tính là được mấy ngày? Từ lúc mà lặt lá. Để hỏi con bạn coi, tại cái mấy cây này là của bạn. Đợt giao lưu mình bước cái về giao lưu 50 bò đó. Đâu anh coi cái ngày 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 quay đó rồi mình cộng thêm hai ngày nữa, Thì ngày quay là cách đây 3 ngày. 3 ngày cộng với hai 3 ngày thì ngày cộng 2 ngày 5 ngày sao ra gì được. rồi. Vậy là phải trước nó nữa. Trước nữa. Tại thường nếu mà muốn muốn bung vỏ trấu này ra mà lên chân xanh này là Để phải bữa nào coi nó qua hỏi nó coi nó đặt bao nhiêu ngày. nếu bình thường muốn lên cỡ này là cỡ mấy ngày anh? Như cỡ này không á là phải tầm 8 ngày. 8 tới 10 Ừ, ngày. 8 tới 10 ngày. Thì nó mới là được được vậy. Bữa nay có khách hàng
có khán giả nào họ hỏi thăm anh về cái ngọc phán này chưa? Có mấy anh em mua giống trước á cũng đã hỏi có mở hàng được mấy cây nè. Cây này thì cái đặc điểm của nó là thấy nó đi chèo mạnh anh chị ha, nó nhảy đi chèo mạnh, bông thì nó chỗ chỗ rộ á, không bị nín, mặt bông nó là mặt bông nó dảo ha, nó thẳng nó dảo chứ không bị lật. Này ngày sau nó cúp lại giống bên kia đúng không? Nè, cúp lại nè, bên này nó chỗ rồi nè. Ừ, mình đang chờ nó hình ảnh chỗ hết cây luôn, cuối cùng rồi nó có rớt đứt cánh không? Mà anh khoái rớt cánh hay là hay còn dính vô đó? Không phải, rớt cánh là nó còn xuống 5 cánh hồn quá chứ. À, rớt cánh xuống 5 cánh hả? Ừ, nó mà xuống 6 cánh là tiêu luôn á. À, xem nó có bị đốc không hả? Ừ. Giống như vậy, bây giờ nó hiện tại giờ là nó vậy nè, thấy không? Ừ. Mà nếu mà những bông cuối mà nó rớt xuống 5 số cánh là cái bông giống này dục luôn đâu xài được. Không dễ gì, nhìn cây là dễ gì ra được. Không cắt đâu à. Ừ. 5 cánh lỡ ra 5 cánh liền à. Nhiều khi có những giống nó đốc xuống á, giật cái cuối nó đuối sức á. Tại ở bên kia quanh có cây nào nay có bông gió nào không? Đang đi vòng đi dạo xem chơi. Cái đi chèo ghê nè anh chị ha. Đó. Anh ghép có hai bo thôi á. Cây nó ghép hai bo á. Cái đó hai bo mà vậy đó. Bữa nay em với anh Tú chuẩn bị đi giao lưu nhiều chương trình hay hấp dẫn lắm nha anh chị. Bà con mình chuẩn bị mình đón xem nha. Bữa nay em comment vô kêu quay chia sẻ cái chất trồng với cách trồng chăm sóc kìa. Mấy chậu của Xuân Phương á. À, cái đó để làm clip riêng đi. Ừ. Ủa đang lặt nghỉ rồi hả? Nãy anh thi công lặt hả Tú? Thi công vô dọn dẹp bãi rác cái vườn nè. Để bứng ngoài cái có rác á cho sạch. Ô cái này đang lặt hả ta? Đang lặt đó. Cái này là bông gì anh? Thì ngọc phát nè. Cũng nói luôn á. Ừ. Mà cái này ghép non hơn. Cái tứ quý nè, ra chùm nè anh chị. Thế nó xì bông rồi để lặt cho nó chỗ đang sửa tàn nằm lại. Để nó nuôi hoài cái nó bị. Anh Tú đứng bên này cho em tắm nè. Rồi xuống xíu. Cao lên. Về quê đi mà. Thôi cao lên xíu nữa. À đó, từ nha. Rồi từ. Ok đẹp rồi đó. Tứ quý này cây này anh ghép quá trời bo luôn. Mười mấy bo ha, 20 bo á. Ừ. Rồi, cây này bữa nay anh cho chỗ luôn nè. Cây này để chỗ lên nó coi mới ghê nè. Nó còn non quá, biết chỗ nổi không đây. Này giờ chỉ 3 tháng mà mấy gì hết, 4 tháng gì đó. Mới 4 tháng hả anh? Chắc cỡ đó. À, góc này thì được cái hoành nó lớn. Hoành chắc ba mấy, 40 vậy. Hoành này chắc 38. Cỡ đó. Tính chưa có lặt nè mà thấy nó chỗ ra nhiều quá nè mới lặt luôn. Ừ, lặt luôn chứ sao vậy? Lặt luôn hả? Khá luôn ha. Ta thấy còn non quá đó. Này anh đâu có xịt gì đâu phải không? Không. Thường thường bông chỗ ta xịt canxi bo rồi ba cái thuốc dưỡng cho nó sáng bông bông to á. Này cũng không có xịt nữa. Nè mà anh phải đang test coi nó bông nó như thế nào. Ừ, mình để tự nhiên coi nó như thế nào. Mà cái giống này là anh đã nhân giống được số lượng lớn chưa? Được mấy trăm cây rồi. Chừng 200 cây.
Quá đầu phủ này Út ơi. Cúi 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 xuống lạc bông bên kia kìa, bên kia kìa, bên kia kìa, bên kia kìa. Đó, ngồi xuống lạc bông đây. Đây đợt rồi ghép để trong mát đâu 2 tháng á, cho nên nó phóng thưa đó. Ủa cái này ghép được đợt rồi không có quay mà ta. Kìa, không bỏ ngoài, ngoài xương phương ghép đó. Hả? Rồi bỏ ngoài xương phương ghép á. Nhưng không có quay á. Đi lục cái clip cũ đi coi. Ồ cái này nó rớt nguyên bông xuống nè. Thì nó chỗ cỡ 4 5 ngày là bắt đầu là nó rớt nguyên bông xuống. Bông cũ nè anh chị. Đó, rớt nguyên bông xuống. Anh khoái rớt xuống hay là hết nó còn dính trên cây? Nói chung là rụng cánh mình phải. Nó phải rớt nguyên bông cũng được nữa. Đặng cho cái mới lên nó đẹp. Còn cái này mà dính lên bông hoài nhìn nó hơi cũ cũ. Ờ đi nó cũ. Bởi mình cũng không có phải xịt thuốc thuốc dính cánh nữa. Vô lặt mấy đông người. Tại cô mới. Đúng rồi. Chiều nay mở máy lên coi ha. Thôi khỏi. Giặt xuống trang ra. Con này được. Ừ. Ngồi xuống lặt. Anh à, đứng qua đây cái cho nó em lấy tấm hình nữa nè. Ngồi xuống anh Tú, ngồi xuống. Cao quá, em ngồi xuống em. Ngoài đây khúc can kia cũng như không. Mở trang ra đi Thảo. Trời ơi. Lấy tấm hình nè. Nè. Khẩu trang xinh gái mà. Giờ nói gì. Ừ. Nhưng mà không, khẩu trang chụp hình thôi. Hả? Chụp nè. Rồi đây đó, người đẹp Bình Lợi, người đẹp Bình Lợi. Trong của anh Tú. Anh Tú xích cho anh kia ở sao á. Trong của anh Tú nghe. Người đẹp Bình Lợi. Có được không? Tiễn đi theo YouTube luôn. Còn ở dưới nè. Đây, đây. Rồi, xin tấm hình về nè. Quay qua. Rồi, ok, đẹp rồi đó. Ok rồi, quá ok. Ai dứt luôn trời hả? Chết luôn. Tối nhớ vô xem nha. Nhớ đăng ký kênh Sài Gòn đang xem mình nha. Mốt là lên hoài luôn á. Ừ, lên hoài luôn á. Hồi đó giờ coi chứ có biết đăng ký chết liền, không biết bấm lúc nào luôn. Má ngu thiệt chứ. Bởi gì? Lấy em chỉ cho. Coi có anh Tú nó cũng vậy đó mà coi không chứ không biết bấm lúc nào đó, mình thấy anh mở lên. Vậy máy đâu? Yeah. Chỉ cho đăng ký kênh Sài Gòn đâu. Còn Quỳnh Tú rồi, có coi không? Mốt có thấy ông đẹp cái bắt rồi. Trời biết coi sớm đỡ quá. YouTube đâu? YouTube quá không? Ảnh chưa đăng ký, ảnh chưa đăng ký nick. Ảnh chưa tạo nick Google. Chưa tạo tài khoản. Ừ. Mới tạo tài khoản mới được. Không biết làm này đâu. Anh có xài Facebook không? Không có xài Facebook luôn. Rồi thua, hơi lâu à. Rồi lấy cái đó hơi lâu lắm, lát em chỉ cho. Ừ. Quay đi. Cái đó không biết, không có cập nhật công nghệ. Giờ phải cập nhật thời đại. Này theo ông Hồng là có nên chặn lại không Hồng? Dạ. Nên chặn lại không? Để dài nữa nổi không? Để xem cái bông này coi. Cho kỹ nha. 6 bông. Đây. Cái này được 6 bông. Một chùm này, chùm này dưới ghê nè. 1 2 3 4 5 2 4 5. Chùm dưới 7 luôn. 8 bông. 8 hả? Ừ. Chùm này được 8 bông nè. 2 4 6 8 bông. À. 6, 8 và 14 bông cục đó đó. Xong chưa à Tú? Cây này hiện tại là rồi. Nó là tàn ngang nó được 90 nè, cao 1 mét nè. Cây này theo anh thấy để về nó chỗ được không hay phải chặn lại anh? Chắc phải chặn lại quá. Để cho anh khánh khách hàng nè. Lên bự được mấy cái nút này nó ú được chút. Chứ mình không chặn cho nó đi. Chặn đầu là nó nuôi nút đúng không? Chứ không chặn là xì đọt. Không chặn là nó bị thì có đọt không mà nó không có nuôi được. Vậy mình chặn hơi gì đâu. Thôi để chặn sau đi. Ừ, vậy đi. Còn chặn còn đặng lấy bo tận dụng lại chứ, để bỏ sao. Mình đi mà chặn là mất bo hết. Ừ. Bo đâu có mất đâu. Chặn
lại thì nữa tược nó ta tược nó đâm nhiều quýt thân thôi. Chặn rồi mình lấy luôn. Lấy nó trong hả? Đó. Trong hả? Mình không có lấy chặn lấy bo luôn, chặn vô bo luôn được nè. Thấy không? Những cái tược đọt nè. Mình chặn rồi mình ngồi giết mình ghép vô luôn. Ngay chặn cái này là còn ngồi giết quá trời ghép nhiều ghép lắm cây ngon ạ. Ừ. Có bò đọt cái nè. Nói xin lỗi anh tên gì ạ? Em tên Sơn. Anh Sơn hả? Anh Sơn nhận đánh giá thử cái bông này như thế nào anh Sơn, anh thấy như thế nào? Bông này trầm đẹp. Anh coi kỹ nha, có gì xấu mình cứ nói. Không, xấu luôn. Tại vì nói chung là cái bông chùm cái này là mỗi người thích một cái phơm hướng. Ví dụ người ta thích bông chùm theo cảm nhận của tôi thì cái bông này chùm rất là ok, đẹp. Màu sắc, màu thấy cũng đẹp cái đó. Cũng đậm. Màu này nó đậm nhưng mà nó chưa phải là nghệ lắm không? Chưa phải nghệ đúng không? Thôi, chỉ đậm. Cảm nhận là chỉ đậm thôi, chứ còn nghệ thì không được nghệ. Nó chưa được nghệ. Dạ đúng rồi. Cảm nhận chùm ngại thì phải như cái thằng nó cái nhị của nó nè. Cây này hôm bữa là được tối thiểu bao nhiêu cánh anh Tú? Chưa có đếm tôi hiểu nữa. Hồi nãy đếm cái bông tàn rồi đó, thấy 15 cánh rồi đó, mà mấy bông tàn á còn không biết có rớt không thì mình không biết. Nãy nóng bấm 15 cánh hả? Rồi. Anh thử cái này thử coi. Đếm thử này ha. Đếm sơ thôi. Đếm sơ. 1 Giò thiếu đủ rồi. 2 Này rung rồi. rung rồi. 3 4 5 nè. 6 7 8 9 10 14 11 15 luôn. 15 cánh luôn. Thì nãy cũng mất cái bông đếm 15 cánh, hồi nãy em vô em thử trước rồi. Vậy là cái này cho nó tối thiểu chắc cũng phải cỡ 12 ha. Tối thiểu 12 tới 15. Tối thiểu 12 tới 15. Chắc 12 nó không có bao nhiêu bông đâu. Phải này em bất hai cái đậu ngẫu nhiên rồi đó, thì chỉ có 15 thôi chứ không có xuống, không có dưới. Chứ mình cũng có nhiều đó, mình cũng có đếm là tách ra được đâu, thì bất ngẫu nhiên đếm thôi. Còn hai cái kia nó kìa, cái này nè. Ấy, ở cây bên đó đó ha anh. Ừ. Qua coi cây bên này coi. Cái đó bông bự chứ. Bên này bông bự nè. Góc nhớ chỗ ra là đếm được mấy cánh luôn á. Đây bông bự nè. Bông bự. Bông này, này đáng giờ nó héo rồi. Đó giống đào phúc nè. Dạ. Thử cái nữa anh. Hả? Đó giống bông đào phúc. Không, này siêu bông. Ở đây mà. 1 Này không có lạnh. 2 Em thiếu rượu rồi. 3 4 Này nghi chắc cũng 15 quá. 5 6 Anh định cất nhà đây hay gì thấy trồng tự giáo rồi. 8 Tụi dơ á. 9 Chưa cho. 10 Dơ đứa phân rồi bỏ bay nè. 11 12 14 cánh. 14 cánh. À. Nó cũng tầm cánh vậy đó anh chị. Tầm cỡ đó trả lời đó. Và bông đều cái bông bự. Bông này bự hơn bên kia. Vậy coi bộ cái này là 14-15 cánh nhiều nha. Bông này nó to hơn bên kia. Nó lên chân nhiều quá là không. Thì nãy bên kia được 8 chân á. Ừ. Này 2 4 6. Này thấy với 3 cái nút. Đồng chân bên kia. Ừ, 3 cái nút được chi nổi. Ừ. Chân nó nhiều hơn. Đi đếm nó nè. 2 4 6 Từ 6 tới 8 chân anh chị. À, từ 6 tới 8 chân cây này. Năm cái có cái nó bị rụng rồi nè. Nó bị đó chứ còn vậy đỡ vô. 3 6 Nói chung là 6 nhiều. Anh lật cái đó trước rồi tuần sau lật cây này luôn. Ừ. Không. Chờ chỗ hoài luôn ha. Mình lật từ mình ngắm luôn. Mà nói sơ là nó có chùm là thấy ok ha. Ừ. Cái chùm nó rổ một cái là bít cây luôn á. Ừ. Thì cái bông mà mình chơi sao phải bít cây mới được. Đúng rồi. Ví dụ cái nhánh nó chưa đều nhưng mà cái bông nó chùm nó cũng che được cái điểm của cây bớt. Ủa rồi anh vô tham quan hay có mua gì không? Thì hồi nãy em nói mua đó đó. Ủa người ta vô người ta ấy mà ép ta mua, không mua gì không? Mua hồi nãy điện thoại. Khi mà mình không hỏi tới sao vô không hỏi gì hết.
Vừa mới nãy anh báo anh nãy đó. À là mua cái lửa cái bông đẹp không? Ừ. Bên điên phải không? Ừ. Rồi ok. Ừ. Vậy kết thúc đi Hồng ơi, để cho anh đi qua lửa lửa mai cái. Gì nữa? Thôi để anh Tú có muốn nói luôn không? Đâu kìa. Kệ nói cái gì đâu. Dẫu gai mấy bữa nhiều người cũng hỏi lắm nha. Này không có gai đâu nha. Không á. Này là dảo thuốc nó độc biến lá thôi nha. Ừ. Bên kia có cây gì gớm, một cây gớm, một cây đá gì gớm hơn nữa. Lá đậm phải không? Thì nói chung là Thủ Đức á, là nó đọc biến ra lá này chưa ai giữ. Tại em phá mấy thứ này nó ôm nụ anh đừng chê luôn á. Thì đó. Anh thúc mà đọt cho vô khúc xíu nữa anh lật lên cái này. Dạ anh thích thích cái này phải không? Rồi cái này ôm nụ ghê ha. Không thì nó đốc ra là lá to là nút đó nè. Nút cái ghê. À. Anh đốc á anh đôn nó lại là anh lật lên anh đừng nó tới nụ nè. Nụ như là hạt đậu à. Nếu mà nó chỗ rồi á anh tè ngoài đây lật lá, tè ngoài đây lật lên cái nụ chỗ đừng nó tới luôn á. Biết rồi. Ghê không? Chưa tới à. À. Nè. Nè, như tốt lá thôi giặt đây rồi. Đây là ôm bông không chỗ đây nè. Ghê. À, thấy không? Chung cái ở đây nhiều lắm. Nhiều lắm. Dành bông đẹp kìa. Cũng to. Cây này không bằng cây bên này. Cái này nó ôm bự hơn. Sao không để ảnh để nhánh vượt này dài quá. À. Giờ anh thích cái này phải không? Đó, cái đó. Anh em thích cứ hữu nghị luôn. Có gì đâu. Này chắc phải 30 quanh á. Chắc rồi đó. 5 triệu được không? Coi chừng mốt rau cây giống mình lại coi chừng. Có mà hình gì đâu. Đó. Không phải cái vàng này là vàng sữa tàn nuôi đế. Là một bộ đế có đồ luôn rồi. Đấy có mặt bông nè anh, hai lớp nè. Cái này bông đẹp hơn cái kia. Cái bông đẹp nè. Ừ. Cái bông nhiều cánh luôn nè. Anh Tấu. À. Nhìn nút là tại vì cái này anh để vượt dài quá nè thấy không? Anh mà tuốt lá anh cắt ở đây nó chỗ từ khúc này thôi. Là anh khỏi cái che chỗ nào hết chứ. 5 triệu nè bà con. Đi. Anh Phong đếm luôn hả? Đếm luôn. Ô ghê vậy ta. Chị ta. Sơn. Ô ghê vậy ta. Mình nói là làm đèn chứ mình không có ấy. Tại mình nói tới đây rồi. Ví dụ tin tưởng anh em giao lưu thì bây giờ cái một là cùng mình cùng giới thiệu sản phẩm cho anh em khác xài. Vậy cái này là anh phải cảm ơn anh Phong. Anh đi kìm nãy giờ. Coi như là hai anh em coi như là hôm nay. Hai em một là chốt anh giao lưu với anh Tú luôn. Một cái cây mai này. Để anh em về chơi và để 5 triệu và giới thiệu cho anh, okay. Anh em biết. Vậy là anh Tú không được bán cho ai nữa rồi đó. Lên clip là không được bán cho ai rồi đó. Cái này là bán theo cảm giác nè. Cái này mua cũng theo cảm giác nè. Thiệt luôn á. Chứ ý em không phải là mua. Chứ lô này em cũng chưa gì để bán. Không. Em nói anh Tú nghe. Em cũng mua theo cảm giác tại em không có muốn mấy cây nhỏ vậy em sửa. Nói chung tại thấy anh thích những cây mai bông đẹp và thích hàng độc lạ cho nên em để cho anh chơi đó. À. Chứ những này là đa số em để lại không à? Ok anh, cảm ơn anh nhiều. Thiệt mà. Đây ghê, cái này nút ghê á. Ừ. Nhìn thấy lúc nãy mê nè. Mà thấy bông cũng ok đó. Anh nói này like làm sao. Em nói thiệt với anh là thằng này là từ dảo Thủ Đức nó độc biến lá ra. Còn bông thì em chưa xác định được. Cái này bây giờ đó. Chỉ đợi hên xui coi cái bộ đế. Đấy, em là giống của em mà. Nè, bây giờ chồng tiền anh rồi. Bứng về có gì là tụi em chịu trách nhiệm. Đúng. Bây giờ bứng về là tụi buộc phải gom tàn xả. Tại mình bán có sao nó vậy. Này là không phải giả chuẩn dảo gai nha. Nó độ biến từ Thủ Đức ra. Vậy thôi. Đúng rồi. Ừ. Còn anh muốn chuẩn dảo gai á. Em sẽ cho anh coi chuẩn của dảo gai. Em có mấy cây bên kia. Là chuẩn dảo gai nhưng mà không đậu hạt. Nó thẳng lắm. Này tuốt lá xong 10 ngày anh thấy. Thôi vậy anh cho chỗ đi. Hả? Ok anh. Ừ cho chỗ luôn đi. Có. Đúng rồi. Ừ. Cho chỗ đi về sao mày nữa mình lên lần nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Cho chỗ mình coi bông luôn. Là coi này đâu đúng rồi. Cái khi mà anh coi bông xong anh bấn luôn. Ok anh. Cây này chắc chắn cú đẹp. Ở trên khe em có kéo trong yên. Vậy là
giờ mình đặt bông test bông cho anh luôn. Đúng rồi. Giờ có đẹp anh cũng hưởng, mà cái xấu anh cũng chịu, đúng không? Mình không có gì hết. Rồi cái này là coi như là giá quá ok, mà cái này có thấy có một cái bông vậy phải chắc nè. Cho Hồng xuống quầy Hồng ơi. Xuống quầy cái đó không? Ừ. Cái bông nè. Đó, cái bông tàn mà cái gì là ok lắm nè. Chung cái mai mình dài dằng nút vậy thì nhiều lắm. Cái này mà nó không chỗ kia xi rốt á. Không bị nóc năm cánh coi như là anh Sơn là cái xe xi rốt đó em đó. Cái này á. Không. Lâu lâu mà rồi bông mà nó lại xấu dữ dữ vậy sao? Không chung cây đâu. Này chắc không xấu rồi. Không có đâu, không có vậy đâu. Tại khái là ví dụ như nó không được những bông đỉnh thôi. Đúng rồi, đúng chính xác. Ví dụ không. Nó không xấu là không thể nào xấu được. Nhưng mà cây này giờ nó có xấu nó chỗ ra thì cũng đẹp nữa. Chứ cây này coi. Mà ra luôn cái bông đẹp là cây này phải mấy chục triệu. Đúng rồi, chính xác. Cái này phải cỡ 50 triệu đổ lên. Từ phải mà không mua bán phải nhanh, vô nhanh gọn lẹ chút rập rồi xong. Mới mua được chứ mềm. Đúng rồi. Tại vì anh Tú biết sao không? Em coi clip của anh á là em tính chốt cái cây mà anh nói cây nhỏ xíu mà anh bán 2 triệu á. Ừ. Anh đến em tính là nó kiếm một cặp. Một cặp đó với bốn cây mà bông huyết á, cây 500 ngàn á, và một cái về em trồng thử, em cho mấy anh em nó trồng thử. Rồi. Để nó chơi nữa sau này nó có giao lưu, nó có làm gì, nó có mua thêm thì nó lên nó hỗ trợ anh em, nó hoặc là cái này là em lặt muốn công lặt khuyến mãi cho anh đó nha. Ok. Khuyến mãi luôn. Vậy sâu luôn chị. À. Anh em mình hỗ trợ giao chơi. Đó, cái gì đó. Giao lưu tính ra là đâu có quá rẻ luôn á. Ừ. Giá rẻ mà. Mình giao lưu để mình biết. Có kéo chưa? Giới thiệu anh em nữa, còn nhiều người nữa chứ bộ đâu phải vậy không ơi, có em còn mấy người nữa. Cái này coi như là mình mua cây là được, thấy nó chỗ như thế nào là được, thấy vàng nút luôn anh chị ơi. Cái này giống như quýnh bài á, nếu mà được chín nút thì ngon. Cái này thấy là còn hơn quýnh bài nữa. Em thấy là cũng 7 nút rưỡi rồi đó. Cái đó rồi, cái này thấy là được. Không, nói chung ảnh chuyên đi săn bông mà cũng biết rồi. 70-80% là hỏi ủ vậy? Trời ơi. Đã cho chỗ mà anh. Ok. Thì nãy cho anh bấm kia luôn ha. Vậy là anh này ảnh rành dữ lắm nè. Rành mà anh lấy mai mà. Đó, cho chỗ là anh bấm vậy nè. Đi mua của ông Hoài với là nay là lấy chơi của nó là nay 10 năm rồi. Không, cái vườn anh Hoài với là có đây mà giả sử mà cái cây này ra bông đẹp luôn á là mấy cái cắt dục này là biết bao nhiêu tiền nè. Tiền đây hả? Đóng tiền đó. Hết luôn á. Ừ. Về bỏ vô bao đi anh. Thiệt bộ. Không, mình một là mình sưu tầm về để mình chơi thấy cho trong cái sớm hoặc cái những mình nó có biết mà. Dùng cái giống này là hồi đó anh vợ là lựa từ cây luôn á. Cây này trúng luôn, cây bông đẹp. Lựa từ cây á, đúng á, anh mới đồng mai á. Lựa những cây bông đẹp luôn ra không đó. Mới đặt như vậy. Trời ăn nhậu đi ra. Mèo nhất cũng phải 5 ngàn ba. 7 năm trước tôi mua nay còn cây. Là lấy tiền không đó. Để là hoài nó không để đó. Hỏi điện hỏi quà. Trời ơi, nút rồi Hồng ơi. Nút đặt. Này nút đẹp, cây này nút đẹp. Cây nút đẹp mà nút lớn thôi luôn. Vậy, ở bển còn cây lá dữ hơn vậy chắc không bán quá. To mà nó tròn. Lá dữ hơn vậy luôn. Đừng nói đầu dòng bển nha. Không, bên lâu lâu gõ bên kia. Mấy cái này ra trước là thấy. Nó nhiều lắm. Anh thấy sang năm ở lên nó mua chục cây đã là anh hiểu rồi ha. Trong cái giống này nút có tự lên nè. Đây nhà mấy chị em này là cũng gần đây ha. Đây bà xã bà nè. Ở vậy hả? Đâu thấy trời đâu. Trời ơi, bữa quay quên rồi trời ơi. Bữa từ xế đó. Rồi mà che mặt lại đâu có thấy cái gì đâu. Giả mặt lại cho hình cái này. Mấy cái lá này cũng dễ lặt lá quá anh Tú. Nó giòn. Giòn dữ ta. Ừ, nó giòn. Em tưởng nó dài như mấy kia. Cái mấy cái lá mà anh coi nó xanh nó dày á, lại giòn giòn rụm à. Em tưởng nó dày dày như mấy cái lá mai kia. Không, lá này là đặt nó không có xước nè. Đúng rồi. Siêu cấp không? Nó giòn rụm mà. Giòn nè. Giống như anh xịt thuốc ạ. Mà anh nhìn cái nhánh này với mấy nhánh cây khác á, có nhìn thấy giống không, cái màu da của nó với khác mà. Khác. Em biết tại em có để mấy cây bên kia rồi. Màu nó sáng hơn. Thiệt mà. Màu nó khoai mì hơn đúng không? Màu này nó sậm hơn. Tại vì sao? Mình bán là bán theo cái giống. Chứ giờ em đang bán dẻo gai vẫn được. Nhưng bán gì không được tại nó là đồ bí thủ đó thôi. Còn chuẩn dẻo gai nó khác nữa. Anh bán mình cần sự uy tín của mình. Ừ. Bởi anh nói anh này là dấu gai đâu có chịu. Thì uy tín và thương hiệu của mình. Ừ. Lạc luôn á anh Sơn. Anh không lạc luôn cái chỗ tóc hành thử coi. Để mình không biết lạc.
Thôi giờ mình nè, 6 người. Thôi giờ ngưng cái này nè, cho coi cây nút đặt luôn nè. Cây nút đặt luôn hả? Giờ bắt đầu tăng dừng chương trình khoe không? Khoe nè, đó coi nút nè, thấy không? Nó tự lên nè. Ờ cái này không bự bằng cây đó đâu. Sao bạn? Có cái nút nhẹ mà chở cái bông ra, nếu mà bằng cái kia em cho anh luôn cho mai luôn. Bởi vậy anh thích mà em cho giá mềm anh mua, không được là dở luôn á. Này coi nè, thấy không nè. Khác luôn rồi, nó nút này không? Cây này nó vẫn nhỏ hơn cây kia nó. Đúng rồi. Cây kia đó nó hay thì, dữ. Thì cây kia là một vườn nó chượt vài cây thôi. Tại bên kia anh Phong ở cuối vườn này cũng có một cây, ở cuối clip này cũng có cây. Bên kia mình còn một cây nữa. Tại em còn nữa mới để cho anh á. Còn mới giao lưu cây đúng không? Ừ. Không còn là chắc không giao lưu đâu. Tại còn nữa mới để cho anh đó chứ không còn đâu để cho anh. Anh này hàng Hà để em lủi tới cây đó luôn, em khỏi đi đâu xa xa từ xa là biết rồi. Hay quá. Ghê vậy. Nay gặp thánh 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 sang mai. Gặp thánh sang sang mai rồi. Đi trước anh. Quay quá trời mà mình không biết cái xài điện thoại mà không có đường. Đúng rồi. Cây này cũng bổng quá. Em nhìn từ xa là em còn biết mà cây này bổng nó nè. Đúng rồi. Đúng nó khác nè. Giống lúc nãy nè, to thấy không? À. Hay quá, hay quá, hay quá. Sáng mai. Thôi vậy bữa nào cho số thoại em lên học hỏi anh nha. Mai em nói chung em mua bán không à? Phải học hỏi cách đi lựa. Không, bông này nó được cái là nó vàng đậm. Vàng hơn cây hồi nãy mình đã quay trên kia nhiều lắm. Đậm, rất là đậm. Về cây hơn tiền ha. Cây này cũng bổn sao á. Đó nè, này nút trồng do này. Đây, tại vì cảm nhận của nhà vườn thì sao không biết chứ thêm bán là chắc hơn chắc. Đúng rồi, tại bự hơn cây này á. Đúng rồi, cái kia bự gốc hơn gốc này. Thế anh em lên vui để cây chơi chứ. Cảm nhận cái này đẹp, bông đẹp. Vui không anh Tuấn? Vô chứ, vô có tiền thì vui chứ. Tiền tôi là. Nè, vậy nè. Anh này cũng vui nữa. Coi cái hoa bông nó đậm nữa, tròn thấy không? Đó, chị thấy mua bán mà ai cũng vui hết là nó thành công rồi. Mình phải vui à, vui mà rẻ cũng được nữa. Em tới vườn anh nhiều khi em chê không ấy chứ em nói thiệt chứ nút nhiều nhưng mà chưa chắc gì để chỗ bằng cái cây đó. Gần 50 thì biết rồi. Em nói thiệt. Gần 50 luôn chứ không phải giỡn đâu. Anh Tu, gần 50 luôn á. Đúng rồi. Không, nhưng mà cây này mới chỗ con gió chưa biết được. Cây này nút cũng bằng chưa bằng cây nãy của anh đâu. Cây đó này, sao bằng được? Thằng này nó ná nhau nè. Thấy không? Nút khác nó to bự hơn. Không ập cái loại giống này cho nó ú ta, cận cây kia nó nhỏ xíu. Nhưng mà nó không đặt bằng cái đặt nút bằng cái cây của anh mới chốt á. Cây anh mới chốt công nhận nút nó đặt thì. Rồi giờ để đi với ảnh đi lựa cho ảnh mấy cây nữa. Rồi thôi giờ tới đây còn sau này là qua kia lựa là em chuyển khoản nha. Em okay. Hết tiền mặt em rồi, rồi. Giảm mấy cái kia em muốn dự định chút okay. Đó. Rồi. Họ đây chúc chúc mừng thành công cái rồi. Mình tạm ngưng đi. Rồi. Tú giao dịch thành công. Rồi chào anh. Rồi thôi xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn trong những clip tiếp theo nha. Okay. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi.